Dù giàu nứt đố đổ vách thì trong thời gian tới cũng sẽ trở thành hộ nghèo nếu có biểu hiện này. Sự suy thoái của xã hội hiện tại chắc chắn sẽ đào thải những người không chịu tiến lên. Vậy làm sao để không bị đào thải? Đơn giản thôi, miễn là bạn không nằm trong 8 kiểu người dưới đây. Còn nếu thấy mình có biểu hiện rồi, thì hãy để ý một chút và cố gắng thay đổi nó. Thứ nhất, ngoài 8 tiếng đi làm không chịu học hỏi. Khoảng cách giữa người với người nằm ở cách họ vận dụng thời gian ngoài 8 tiếng làm việc hành chính. Người rảnh rỗi sẽ không thể thành công, người trân trọng từng phút giây mới có thể thành công. 8 tiếng đồng hồ quyết định hiện tại, ngoài 8 tiếng ấy ra là khoảng thời gian quyết định tương lai. Tư duy ra sao, tương lai như vậy, có học hỏi mới có quyền lựa chọn, không có tri thức sao có thưởng thức. Không phải xã hội phát triển quá nhanh, mà là tư duy phản ứng của chúng ta quá chậm. Vì sao lại chậm? Vì chúng ta không chịu học hỏi, bỏ qua kiến thức. Đời người có hai nỗi bi thương, một là sau khi kết hôn không còn yêu đương nữa, hai là sau khi tốt nghiệp không còn học hành nữa. Từ chối học hành là từ chối trưởng thành phát triển. Phụ huynh không học hỏi tiếp thu cái mới, rất dễ sinh ra khoảng cách với con cái. Vợ chồng một bên không học hành sẽ sinh ra sự khác biệt. Một cá nhân nếu không học hành sẽ bị xã hội bỏ lại, không theo kịp bước tiến của thời đại. Sống ở thế kỷ 21 nhưng tư duy vẫn dừng lại ở thế kỷ 20. Vậy rốt cuộc là nên học cái gì? Không phải là học kỹ thuật để đi làm thuê, mà là học lấy cái bản lĩnh để tự lập nghiệp. Quan niệm tư tưởng chiếm 40%, cộng với quan hệ xã hội chiếm 40%, cộng với năng lực chuyên môn chiếm 20% sẽ quyết định thành công của bạn. Từ công thức này tìm ra điểm còn thiếu sót của mình, thiếu gì thì bù nấy, xã hội cần gì bạn học cái đó, không chỉ học cái mình thích mà còn học cái có lợi cho xã hội, có lợi cho thành công. Thứ hai, phản ứng chậm với những điều mới mẻ. Sự ra đời của bất kỳ điều gì mới mẻ đều có mối liên hệ với những cơ hội kinh doanh khổng lồ. Vậy nhưng, sự ra đời của chúng cũng luôn đến một cách lặng lẽ trong sự phản đối, nghi ngờ và từ chối. Cái mới của thế kỷ 21 phải liên quan đến xu hướng, mà xu hướng không phải được nhìn thấy bằng mắt mà phải được đánh giá bằng mắt. Ai đón đầu xu hướng, người đó sẽ đón đầu tương lai. Nếu không học không đọc, bạn sẽ coi những suy luận là kết luận, chỉ biết sử dụng những gì bạn biết để đánh giá tương lai, để rồi nhắm mắt làm ngờ trước những điều mới và cuối cùng bị xã hội đào thải. Thứ ba, đơn độc chiến đấu chỉ biết dựa vào năng lực cá nhân. Trong thời đại ngày nay, khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì yêu cầu làm việc theo nhóm là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Đơn giản vì không ai là hoàn hảo, làm việc theo nhóm sẽ tập trung những mặt mạnh của từng người và bổ sung cho nhau. Thế kỷ 21 là thời đại mà các anh hùng thoái vị để đoàn đội lên ngôi, lập nhóm giành thiên hạ đã là xu thế, ai có đoàn đội giỏi, người đó có thị trường. 1 cộng 1 bằng 2 là toán học, còn 1 cộng 1 bằng 11 là kinh tế học. Một cái đũa rất dễ bẻ, nhưng cả bó đũa lại không dễ gãy như vậy. Thứ tư, mong manh dễ vỡ, dễ chịu tổn thương. Sự việc xảy ra lớn hay nhỏ không quan trọng, quan trọng là suy nghĩ của bạn. Bản thân câu chuyện vốn không làm tổn thương người, nhưng suy nghĩ của chính bạn sẽ làm tổn thương bạn. Có một câu chuyện như thế này. Lão Hòa Thượng và Tiểu Hòa Thượng trên đường đi xuống núi đã gặp một con sông. Ở đó, họ gặp một cô gái đang lưỡng lự không dám qua. Lão Hòa Thượng trông thấy, liền cõng cô gái qua sông, sau đó đặt cô xuống bờ rồi tiếp tục xuống núi. Tiểu Hòa Thượng suốt dọc đường cứ nghĩ, sư phụ làm sao vậy, sao lại dám cõng một cô gái qua sông? Cứ như vậy, đi được một đoạn, Tiểu Hòa Thượng không nhịn được nữa bèn hỏi sư phụ. Sư phụ, thầy phạm giới rồi, không phải nói nam nữ thụ thụ bất thân ư, sao thầy lại cõng cô gái ấy qua sông? Lão Hòa Thượng nói với Tiểu Hòa Thượng, ta sớm đã đặt cô gái ấy xuống bờ rồi, nhưng còn lại cõng cô gái ấy suốt cả một quãng đường. Ta đã buông xuống rồi, nhưng còn vẫn chưa buông được. Tiểu Hòa Thượng ấy bị suy nghĩ của mình dày vò, cứ vướng mắc mãi với chính suy nghĩ của mình. Vậy mới nói, cách suy nghĩ của một người là rất quan trọng. Muốn thành công, hãy mạnh mẽ lên. Tư duy của bạn quyết định tương lai của bạn. Thứ 5.
kỹ năng đơn nhất, không có sở trường. Ổn định, lặp đi lặp lại một quy trình thao tác công việc mỗi ngày, chỉ biết mỗi một thao tác ấy mà không biết làm cái gì khác ngoài quy trình ấy, đấy là điều rất nguy hiểm. Không có nguy cơ chính là nguy cơ lớn nhất, hài lòng với hiện trạng là cái hố sâu nhất. Sống ở đời phải biết cách chủ động tạo ra cho mình một đường lối, đừng đợi tới khi thất thế rồi mới bắt đầu cuống cuồng lên đi tìm đường ra. Thứ 6. Tính toán so đo lợi ích trước mắt, tầm nhìn hạn hẹp. Hoang và Gopo là hai thanh niên nghèo khó mồ côi, cùng làm nghề gánh nước thuê cho dân làng. Vì làng của họ nằm cách xa sông, nên nhà nào cũng xây một bể lớn để chứa nước sinh hoạt, rồi thuê người gánh từ sông về đổ vào. Mỗi gánh nước của Hoang và Gopo được trả một đồng xu, một ngày họ làm việc liên tục cũng đủ ăn và nuôi sống gia đình. Hoang muốn kiếm được nhiều tiền, nên anh làm việc cả ngày nghỉ, không cả nghỉ trưa, bất kể nắng mưa, nên dần dần cũng để ra một khoản tiền kha khá. Hoàng rất hài lòng với công việc mình đang làm. Anh dành dụm và xây dựng được căn nhà nhỏ với mua thêm được con bò sữa và đàn gà. Nhưng Gopo thì lại nghĩ khác. Anh thấy công việc gánh nước cũng rất tốt. Nhưng nếu khi có tuổi rồi, sức yếu thì làm sao mà gánh nước được, lấy gì để sinh sống đây? Gopo muốn tìm cách để tuổi già vẫn được hưởng thụ, và anh nghĩ ra cách làm đường ống dẫn nước từ sông vào làng. Nghĩ là làm, hàng ngày, ban ngày thì gánh nước thuê, ban đêm Gopo khổ công miệt mài đào đường ống dẫn nước. Tiền kiếm được từ việc gánh nước, Gopo đổ hết vào để làm đường ống, nên nhà cửa rách nát, lúc nào cũng không có tiền trong túi. Hoàng thấy vậy mỉa mai, việc tốt không làm lại đi làm cái việc dở hơi, mùa khổ vào người. Gopo chỉ cười đáp, tôi không muốn gánh nước cả đời. 5 năm sau, đường ống dẫn nước từ sông của Gopo làm xong. Anh bán nước ngay tại nhà mình cho dân làng. Cả làng bên cạnh cùng sang nhà mua cho gần. Gopo giờ đây chỉ việc ngồi thu tiền, còn Hoàng thì thất nghiệp. Đừng nhìn cái lợi trước mắt mà hãy tính đến chuyện lâu dài thì mới bền được. Con người ta đâu thể trẻ mãi không già. Vì thế, một kế hoạch lâu dài sẽ cho bạn một tương lai đảm bảo. Nếu bạn quá quan tâm tới lợi ích trước mắt, bạn sẽ đánh mất tương lai. Nếu bạn quan tâm đến những khoản tiền nhỏ, bạn sẽ mất những khoản tiền lớn. Vụ đầu tư tốt nhất và ít rủi ro nhất trên thế giới là đầu tư vào học tập. Học tập có thể khiến mọi người có tầm nhìn xa, và học tập là để nắm bắt được xu hướng tương lai. Thứ 7 là chỉ số biết kiểm soát cảm xúc rất thấp. Rất nhiều người lật mặt thậm chí còn nhanh hơn cả lật sách. Cổ nhân nói, nhỏ không nhịn ắt loạn đại sự, nóng giận kéo đến phúc khí ra đi. Người thông minh có thể tìm được một công việc tốt, người kiểm soát cảm xúc tốt sẽ có được tương lai, còn người có khả năng vượt qua khó khăn giúp họ khắc phục nghịch cảnh vượt lên chính mình. Trên thế giới có 80% người không nên được việc lớn vì gặp khó khăn là trốn tránh. Có 15% người thành công vì gặp khó khăn và kiên cường khắc phục. Trong khi chỉ có 5% người thắp đèn lên đi tìm khó khăn, kiểu người như này đều trở thành những nhân vật hàng đầu thế giới. Các nhà tâm lý học đã tổng kết ra kết cục của 4 kiểu người kiểm soát cảm xúc tốt và không tốt. Người có năng lực và có nóng giận thì tài không gặp thời. Người có năng lực nhưng không nóng giận thì thuận buồm xuôi gió. Người không có năng lực hay nóng giận thì nhất sự bất thành. Người không có năng lực nhưng không nóng giận thì quý nhân phò trợ. Thứ 8. Quan niệm lạc hậu bảo thủ. Thành công chính là phát huy những ưu điểm, còn thất bại là sự tích lũy những khuyết điểm. Thức ăn quá hạn không thể ăn, quan niệm quá thời không thể dùng. Thành công học của thế kỷ 21 không phải bạn thắng được bao nhiêu người, mà là bạn giúp đỡ được bao nhiêu người. Học cách giúp đỡ người khác là bản lĩnh của một người thành công. Kẻ địch mạnh nhất trên thế gian này không phải ai khác, mà là chính mình. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình này. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn dành những thời gian quý báu để theo dõi bài viết. Hãy để lại comment dưới mỗi bài viết mà các bạn cảm thấy tâm đắc nhất. Và những lời khuyên của các bạn sẽ giúp mình không ngừng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Mình xin được gửi lời chúc tới tất cả quý vị và các bạn sẽ luôn có những phút giây thực sự thoải mái và hạnh phúc bên người thân yêu. Và hãy thường xuyên ghé thăm kênh của mình để đón xem những video mới nhất các bạn nhé.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bài viết tiếp theo.